Ngày 21 tháng 3 vừa qua, tại chung cư Toba Home của thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ việc hai cô gái trẻ rơi từ tầng cao của chung cư xuống và tử vong. Vụ việc này đã làm chấn động người dân ở xung quanh tòa chung cư này. Theo tìm hiểu thì hai nữ sinh này có ý định tự sát và có quan hệ tình cảm gắn bó với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại video về những hình ảnh cuối cùng của hai nữ sinh này trước khi tự tử. Trước đó, vào rạng sáng ngày 21 tháng 3, bảo vệ chung cư Toba Home, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai nữ sinh rơi dưới khu vực gần bãi xe chung cư nên đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Trưa ngày 21 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Tiến hành trích xuất camera, giám sát an ninh của chung cư, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cuối cùng của hai cô gái bên trong thang máy chung cư trước khi xảy ra vụ việc. Theo đó, hai cô gái cùng mặc áo đen bước vào bên trong thang máy chung cư vào lúc 1 giờ 41 phút ngày 21 tháng 3. Trong đó, một cô gái đeo ba lô đứng dựa vào trong góc thang máy, người còn lại thì cầm theo máng trượt ba tin. Ở bên trong thang máy, cả hai trò chuyện qua lại cùng nhau, đến khu vực tầng 20, cả hai cùng nhau bước ra ngoài và di chuyển lên sân thượng. Theo những gì camera ghi lại, cho thấy hai nạn nhân không có dấu hiệu ép buộc. Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày người thân của các nạn nhân đã có mặt tại trụ sở công an phường làm việc. Sau khi xem hình ảnh từ camera giám sát an ninh, hai phụ huynh xác định hai nữ sinh là con của mình. Theo lời của hai vị phụ huynh này, hai nữ sinh này đang học tại một trường trung học phổ thông ở quận 3 và có quan hệ tình cảm với nhau. Cách đây 2 tuần, hai nữ sinh này bỏ nhà đi đâu không rõ, người thân cũng không liên lạc được. Sau đó, gia đình phát hiện một số tin nhắn giữa hai em với nội dung có ý định tự tử.